Tao bận chưa sư đệ? Tao bận chưa? Chiều chiều lại mưa ta. Rồi cháy rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người, hôm nay mọi người có khỏe không? À, chắc là khỏe chứ. Xin chúc mọi người ngày mới đẹp trai và đẹp gái, sức khỏe và vui vẻ mọi người nha. Hôm nay là Tiết dẫn vợ con đi bụi mọi người. Đi bụi nấu nướng trên rừng mọi người. Mọi người hôm nay đang làm gì? Chắc cũng lai rai chứ. Mình cũng lai rai ăn cơm trưa mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe và vui vẻ mọi người nha. Đấy, thì lâu ngày không gặp mọi người cũng khỏe chứ. Thì mình cũng khỏe và nói chung cũng đẹp trai như mọi ngày thôi. Mình giỡn thôi mọi người ơi. Thì ở đó nói chung thì mình cũng ổn. Mọi người cũng ổn chứ. Đấy, thôi thế cứ thế mà làm mọi người nha. Giờ là... Hả? Nhi con? Nhóc mình. Nãy giờ lại quay mọi người. Gạo chị nấu nước son từ nhỏ
kéo vô một tí. Sao con? Giờ đây gạo đồi mọi người, trồng ở trên đồi á, ăn nó thơm thơm ngon lắm. Gạo đi khác cái gạo mình mua mọi người, ở dân mình ở quê. Ai nó chết rồi. Chơi gì vậy con? Con bị cháy rồi, điện bị cháy rồi. Xe đi đây, xe hãng gì ta? Chở đi, chở đi. Thôi, vô đây chở đi, chở đồ đi.
hồi nãy giờ nói lại nhá. Giờ nãy mới ho. Rồi được rồi con. Tới mẹ sẽ ăn. Tới rồi hả? Rồi. Mà thổi tí hả? À nãy giờ là vợ chồng mình lên quay nấu nước mọi người. Bây giờ là xong rồi. À mời mọi người ăn cơm. Mọi người ở đó ăn gì ăn. À vợ chồng mình ăn cơm trưa mọi người nha. Ăn. Đây là có cái mắm cơm. Mắm cơm mọi người. À, rau. Rau lộn xộn. Và đây là cơm quê mọi người, cơm trồng ở trên núi á. Ấy là cái gạo trồng ở trên núi mọi người, gạo to. Ăn ngon lắm, thơm mọi người. Gạo đây mà nấu củi là cần thơm nữa. Nó thơm ngùi ấy mọi người. Ấy. Còn đây là vợ mình nấu thịt với bắp gì vậy vợ? Bông bí. Ấy, bông bí mình nấu cơm, vợ mình nấu canh, hai vợ chồng thay phiên nhau. Lúc vợ mình trông con mình, lúc thì mình lại trông con, là vợ nấu qua nấu lại á. Mọi người thấy mình cũng đẹp trai như xưa chứ mọi người. Đấy, một số bạn bè hay khen mình đẹp trai lắm. Đấy, mình cũng đã. Giận thôi với mọi người nha, đẹp trai gì tầm này mọi người. Đấy, thôi mình ngày nào cũng soi gương. Thôi bây giờ mình ăn. Chô, ăn giỏi dữ vậy ta. Thế nữa ba chở đi chơi nha. Nào đâu sao? Cơm cái nữa ba cho cái nữa. Cơm nữa. Có ăn cái này trước hả? Nãy giờ mười vợ chồng mình đang ăn. Nhóc khóc. Gì chơi đó? Bây giờ mới dụ nó ăn được nè. Xà nữa lại cắp nữa. Tại bú hả? Bú ơi. Bú ơi có gì ba che camera lại. Bú ơi con. Bú ơi. Rồi. các bạn. Gì chơi đó. Rồi tí nữa cứ cho nó bú bình thường hay sao, có gì anh che camera cho. Vừa ăn vừa bú các bạn. Ăn cơm rồi, nhóc mình ăn cơm rồi. Nhưng mà phải có hứng cơ, lúc nó cười vũ mới ăn. Vậy các bạn. Bây giờ quay phim cũng hơi là cập rập một tí các bạn, đến lúc cô mình là đòi á, kiểu vậy á. Nên vợ chồng nói lộn, nên vợ chồng mình tập trung vào con mình trước, sau này là mai mốt là sắp xếp là ổn thỏa là vợ chồng mình tiếp tục làm video đời sống của vợ chồng mình cho mọi người xem mọi người nha. Bây giờ là đi tìm việc làm chứ mọi người, đi chăn bò nữa là không có chăn nữa rồi đấy. Đấy. Mai mốt thì tình hình là mình tính tiếp mọi người. Cũng có thể là vợ chồng mình tích góp tiền rồi đi mua một cái khu vườn trung để mình chăn nuôi mọi người hết. Vợ chồng mình cũng đang dự tính như vậy. Nhưng bây giờ là vợ chồng mình tập trung dành cho con hết. Đấy. Đấy, đi hát số rồi sẵn đi quảng cáo camel là camel mọi người, hát số hát sinh nhật đó mọi người. Đấy, như vậy. Mình cũng vẫn quay cuộc sống gia đình đời thường của mình cho mọi người xem ấy. Bây giờ cuộc sống của mình là mình có gia đình rồi thì mình đi làm mọi người ấy. Mình ăn 2 bát. Tới nữa một bát nữa 3 bát. Canh, rau. Bây giờ là mình cũng có cuộc sống riêng rồi mọi người. Tự lo tự lập mọi người. Vợ chồng mình từ cái khâu mà ở trọ 2 năm mấy, rồi sau đó hai vợ chồng vừa quay phim vừa đi tìm đất rồi may mắn là bà chị giới thiệu mình cũng qua hồng bà chị luôn. Đấy, bà chị giới thiệu mình là đất đai chỗ đó làm rẹt là trong vòng 2 tuần là có đất rồi. Mình vợ chồng mình lên kế hoạch là đi tìm nhà thiết kế mọi người, kiến trúc sư họ làm từ A đến Z luôn. Đấy, nhà mình ấy thì mình cũng có kể cho mọi người, cũng có chia sẻ mọi người. Đấy, có sao mình nói vậy. Một số các bạn thắc mắc tại sao không chăn bò. Thì chăn bò thì mình chờ ở đợi thôi mọi người. Đấy. Ở đợi với gì mình thôi. Đến bây giờ là mình có cuộc sống riêng, hai vợ chồng tự lo tự lập. Mình cũng không có nội ngoại, vợ mình cũng vậy mà mình cũng vậy. Hai vợ chồng tự nuôi con mọi người ấy. Thì hai vợ chồng dành cho con hết. Nên cuộc sống quay phim bây giờ mình gác lại mọi người. Tự bút rồi ăn. Thích vậy á.
Vui à. Rồi rồi rồi, rồi cái đó đi. Thôi à, thôi à. Đấy. Đấy, anh thích tự ăn vậy vợ. À, nuốt đã rồi nói chuyện tiếp. Nãy giờ hai vợ chồng mình ăn hết một nồi cơm đâu. Một nồi cơm là cơm trung nhỏ nhỏ mọi người, chứ không có không nấu nhiều đâu. Hai vợ chồng nấu vừa đủ ăn. Với con mình bát cơm nữa. Rồi xong. Đấy. Cuộc sống là chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người. Đấy, rau thịt cũng nói chung là nói từ đơn giản thì cũng hơi quá. Cũng có cái rau thịt với lại mắm cơm mắm ruốc. Như mấy cọng rau vậy mình băm mấy cái mắm nữa bỏ vô mình chấm ăn mọi người ấy. Thì cuộc sống thì như vậy, có sao mình chia sẻ như vậy cho mọi người thấy, mọi người cũng thấy rồi đấy. Nói chung là năm xưa thì có sao nói vậy mọi người, năm xưa nó cũng thiếu thốn thật, nhưng bây giờ cũng đủ mọi người ăn, cũng cơm canh cá rồi cũng đủ mọi người đấy. Thôi thì bây giờ mình cũng xin phép tắt video tại đây. Nãy mình cũng có tâm sự mọi người về đôi điều về cuộc sống gia đình của mình mọi người. Thì đấy thì vợ chồng mình cũng có cuộc sống riêng tư riêng. Hai vợ chồng tự lo tự túc, tự chăm lo cho con chứ không có bà nội bà ngoại chăm mọi người. Hai vợ chồng là thay phiên nhau là ẵm con. Vợ nấu nướng thì mình ẵm con, mình rửa bát thì vợ ẵm con. Kiểu vậy á mọi người. Đấy, nói vậy mọi người thì tự cuộc yêu, sống tự yêu tự đi tự đẻ tự dẫn hai vợ chồng tự dắt nhau xuống bệnh viện đấy, tự làm với kết hôn mọi người thiệt tình chứ chỉ biết sao giờ. Với lại mình cũng vợ mình cũng có am hiểu về chuyện giấy tờ thì mình cũng có là thực thường đi bệnh viện cũng biết mọi người, mình biết đó đây đấy, chỉ có là vô là khám là bác sĩ ơi mình thế này thế kia, có một số bạn bè ngại lắm cứ nhờ ba mẹ đi khám không à, mình thì mình đó mình là mình tự vô, vợ mình bây giờ cũng tự đi khám bệnh vậy đó. Hai vợ chồng không có ai mà đâu có ai đâu, nó nói đúng rồi, đâu có ai phải tự đi nói vậy cũng nói đúng rồi, không có ai phải tự đi chứ trời ơi, tự lo. Nhiều lúc mình cũng nói ai ngại các bạn, nói chung mình có ba mẹ cũng đỡ nha, mình đó. Có ba mẹ mình nhờ ba mẹ đi đúng không, chứ không phải mình nói các bạn là tại sao các bạn không dám đi, không phải nhờ mình xin lỗi nha, nói các bạn có ba mẹ đi cũng đỡ vui, đỡ cũng buồn à, lộn đi cũng vui. Đi ba mẹ đi theo khám bệnh mình cảm thấy mình có cái năng lượng để dễ bất bệnh đó mọi người. Ý là có ba mẹ thì đỡ đỡ nha, còn không có ba mẹ thì tự lập rồi, tự lập như vậy cho nên nó nói chơi. Bây giờ mình cũng từng đi làm thuê làm mướn rồi em nha, bình thường nó cho các bạn cũng vậy thôi, không có ba mẹ các bạn cũng đi khám được mà đúng không, bình thường thấy mấy người ở trọ người ta cũng tự lo cũng khổ lắm. Tự lo cũng rất là khổ. Em ở trọ em cũng biết mà, năm xưa em ở trọ mà. Mình cũng ở trọ 4 năm ở Đồng Nai. Đi đạp xe đạp đi làm công ty Amata, chắc các bạn một số các bạn cũng biết mình chứ. Một số bạn làm ở Đồng Nai là Amata các bạn cũng biết. 4 năm. Trọ mình 1 tháng 500.000. Ông bà chủ thấy mình bị bệnh ốm quá bà không lấy tiền. Bà sợ mình đi với mọi người, thấy mà ốm quá quải đạn hết chứ. Vậy bà không lấy tiền mọi người. Đấy. Bà chủ lo thấy mình ốm, mình đi bệnh viện mình bị phổi ra máu nhiều quá rồi. Bà thấy mình còn xương, đôi lúc mình đăng Facebook các bạn thấy sao mày ốm dữ. Lúc đó mình nói, bà thấy thôi tháng này cô không lấy tiền con đâu. Thấy con như vậy cô ngại lắm. Sợ đi mọi người. Mình nói không sao cô, tình hình bệnh con như vậy chứ con biết là con sẽ khỏe lại mà. Cuối cùng mình cũng khỏe lại nhưng mà cô cũng nhận, mình cũng vui. Mọi người có sao mình trả được thì mình cứ trả. Người ta cũng thương mình. Tháng 500 ngàn mọi người. Mình làm một tháng được 3,5 triệu. Nhưng mà ở trong công ty anh em mình cũng thương mình lắm ấy, công ty cũng sắp xếp mình công việc là phù hợp sức khỏe mọi người ấy, mình quyết định nghỉ công ty, mình tập tành làm YouTube mình cũng làm không bao nhiêu, nhưng sau đó mình chơi TikTok thì được bài hát số mọi người ủng hộ thì cũng đỡ, bây giờ cũng có chút thay đổi mọi người. Thôi tạm biệt mọi người bà ấy, chúc mọi người sức khỏe và vui vẻ mọi người nha.
mai mốt mình cũng lâu lâu mình nếu có thời gian thì mình cũng đăng video đời thường cuộc sống vợ chồng mình cho mọi người xem, chúng ta cùng tâm sự. Rồi mình hay cười đó mọi người thì đấy. Vợ ơi, một số bạn bè, một số anh em mời anh nhậu, mình mà uống cỡ một nửa ly bia là một nửa rượu là mình nói nhiều đau đầu, đau đầu nữa. Bình thường thì mình đã nói nhiều rồi mọi người. Vợ mình thấy mình uống ít là cái đó, anh uống tí nữa là anh nói nhiều nữa. Đấy, tới đến sáng rồi. Với lại mình đi khám mình bị ảnh hưởng gan nữa là mình quyết định mình không uống, cho dù ít hay nhiều mình cũng không uống nữa mọi người. Uống nước ngọt thôi. Một số anh em cũng có cái nhà ý mời nhưng mình nói anh em thông cảm. Thôi mình thông cảm. Trở trời như vậy mọi người. Không sao, mình có mua thuốc rồi. Uống nước cái. Chắc một số anh em cũng đã nhà ý mời mình muốn mình, anh em cũng hiểu, anh em thông cảm. Nhỏ giờ từ hồi 15 bị ốm nên bỏ tới giờ luôn. Cũng đôi lúc cũng uống la ra nhưng mà uống xong là người lại nói nhiều. Như lại nó bắt đầu người nó khó chịu đó mọi người, trải khá vậy đó. Ấy nói vậy nói chứ mọi người cũng vui vẻ mọi người nha, có gì sai sót mọi người bỏ qua nha. Thôi thì mình cũng mong anh em các cô bác uống rượu bia đã uống thì không lái xe mọi người nha. Đấy, bây giờ là một số trong vừa rồi ấy, thì một số tình hình là uống bia rồi té xe này kia, mình cũng thấy mình cũng buồn lắm mọi người. Mọi người cố gắng, mọi người say thì nhờ những người không say chở giùm, mà đã say thì để nằm ngủ mọi người nha. Khi nào tỉnh mọi người lái xe thì mình cũng hay di chuyển, vợ chồng mình đi quay phim thì lái xe đồ là mình hay di chuyển, tù xe mình mới mua là mấy chục ngàn cái số mọi người, nên mình hay di chuyển nên là mình tỉnh lái xe thì sẽ an toàn hơn. Say lái xe là lái không được đâu, chứ đâu phải mọi người lái đâu, bây giờ rượu lái rồi mọi người. Nên mà đã uống rượu là tuyệt đối là không lái xe mọi người nha. Anh em cũng vậy, xin chúc mọi người đi đường thuận lộ bình an và có công việc thuận lợi và vui vẻ trong cuộc sống mọi người nha. Cười như mình đi, thi thoảng rảnh cũng cười chứ. Thôi xin chào mọi người, hẹn gặp lại, nói nhiều mất công dúng rồi say vợ. Chào mọi người, xin chào mọi người nha. Rồi vợ chồng mình chào mọi người, gia đình mình chào mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, xong rồi mình ăn xong rồi, hồi nãy cũng đang ăn rồi cô mình đòi để bú tắt máy luôn. Rồi uống nước rồi đó, uống nước em nguyên chất đó. Không mai mốt là vợ tự say này cho con uống đi vợ nha. Tự say này cho con uống đi.